Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chị Thùy Vi và Phước Sửu có cơ duyên gặp nhau và sẽ đưa cho quý anh chị đến một khu dân cư rất là đặc biệt. Khu dân cư tại đâu vậy chị Thùy Vi? Khu dân cư Thái Sơn Bộ Quốc Phòng á. Yeah. Là nó nằm ở gần sát bên cái khu làng học ABC và cũng nằm phía sau của cái cụm khu dân cư Celesta. Sát bên khu đô thị lớn GF Nhà Bè. Một khu dân cư rất là đẹp. Nằm trên hai con đường, đó là con đường Nguyễn Hữu Thọ và con đường Lê Văn Lương, phải không chị? Đúng rồi. Hôm nay Phước Sửu và chị Thùy Vi sẽ phân tích khoảng 7 đến 8 yếu tố để cho quý anh chị lựa chọn cái khu dân cư Thái Sơn Bộ Quốc Phòng là một nơi gọi là đầu tư sinh lợi và gọi là an cư lý tưởng, phải không chị? Rồi, cái yếu tố đầu tiên mà Phước Sửu phân tích với lại quý anh chị đó là yếu tố về vị trí. Thì theo như chị Thùy Vi đánh giá thì với cái dự án Thái Sơn của Bộ Quốc Phòng này á, thì cái vị trí như thế nào vậy chị Thùy Vi? Mình rất là thích cái khu cụm Thái Sơn Bộ Quốc Phòng này. Yeah. Tại vì nó là một cái khu mà nó là một cái khu dân cư nằm giữa những cái khu dân cư thấp tầng, mà hiện tại bây giờ khu dân cư thấp tầng tại cái khu vực làng đại học này, ví dụ như Land Villa, ví dụ như Nassau, ví dụ như khu đô thị đại đô thị GF Jagay của chủ đầu tư GF EVC á, thì là những cái khu kia là những khu cầm bao, thì có lọt ở giữa đó thì chỉ có khu làng đại học và khu Thái Sơn Bộ Quốc Phòng là khu dân cư đường bàn cờ. Thì những cái khu cầm bao thì chắc chắn là sẽ không thể phát triển được cái mô hình gọi là những cái trường học, những cái nhà trẻ hoặc là những cái quán cà phê, những cái kinh khu ăn uống, vui chơi trong cái khu này. Rồi thì chắc chắn là cái tâm điểm ăn uống vui chơi đó nó sẽ nằm tại cái khu Thái Sơn này. Mình có thể tổ chức những cái sự kiện chị ha, tổ chức những cái chương trình gọi là meet world hay là có cái vấn đề gì mà tổ chức tại đây thì nó sẽ có một cái nơi rất là thoáng, bởi vì dọc những con đường là rất là lớn. Thì hiện tại bây giờ là sát tại Thái Sơn thì bây giờ hiện tại là bắt đầu cho xây dựng. Thật ra là có cho xây dựng từ tháng 3 năm ngoái, nhưng mà do kẹt cái dịch bệnh á, thì có một số anh chị đã xin giấy phép nhưng lại không xây dựng. Thì bây giờ các anh chị trong cái khu này họ bắt đầu họ xây dựng, thì bây giờ em đã thấy khoảng 6 căn nhà bắt đầu ép cọc. Đang xây dựng rất là nhiều, không chị? 6 năm 2022 này. Thì cái khu mà làng đại học á, thì hiện tại bây giờ nếu mà quý anh chị nào đã sống trong cái khu vực này thì thấy được là cái khu làng đại học là nó quy tụ rất là nhiều những cái quán cà phê cực kỳ chill, những quán cà phê cá coi nè, rồi rất là nhiều cái phong cách về cà phê nằm ở đây rất là hay. Ngoài ra thì cái việc là có những rất là nhiều quán ăn với một cái giá thật phải chăng. Em cũng thường xuyên dưới đó chị ạ. Có rất là nhiều cái món ăn và điều đặc biệt ở đó là nó rất là gần đi di chuyển về Long An nên những cái hải sản đưa về bán rất là nhiều. Đúng rồi, nó rất là tươi. Ngoài ra thì sát bên là cái chợ luôn. Rất là nhiều chợ, không chị? Cực kỳ là tiện lợi cho cái cuộc sống của mình. Từ cái vị trí này chị di chuyển về quận 7 thì mất bao xa vậy chị? Mình về quận 7 chắc khoảng chừng, nếu như mà sau khi mà cái cầu Nguyễn Văn cái hầm chui, cái nút giao thông Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ của mình mà được hoàn thành thì chắc là rất là nhanh luôn, chắc 2 phút. Quá nhanh vậy hả? Hiện tại bây giờ là mình đang tắt ở chỗ đó thôi. Rồi là sắp tới với cái khu dân cư này thì mình có thể là đi đến cao tốc Bến Lức Long Thành tầm khoảng 3 phút thôi. Đúng rồi. 3 phút là mình có thể là di chuyển về miền Tây và miền Trung hoặc đi Cần Giờ tại đó luôn, phong gì? Là một cái khu dân cư đắc địa và nó cách Phú Mỹ Hưng chỉ khoảng 5 phút thôi. Về là một cái tổ hợp ăn uống, giải trí, mua sắm và gọi là những cái trường học quốc tế đã hiện hữu gần 400 hectare của Phú Mỹ Hưng kế cạnh luôn. Và có một cái điều đặc biệt là cách khoảng 500 mét là gặp cái khu đô thị GS 350 hectare đang hình thành và đang chuẩn bị bàn giao những cái giai đoạn tiếp theo. Và trong đó là có rất là nhiều cụm trường học, bệnh viện ở đây. Đúng rồi. Chị Vi có thể điểm qua một vài cái trường đại học lớn mà xung quanh tại dự án này được hay không? Tại gần dự án đúng không? Thì hiện tại bây giờ là mình là một người là mình làm về phòng cho thuê. Thì khi đó thì mình mới biết được là có rất là nhiều bạn sinh viên đến nhà mình thuê nhưng họ cũng đang ở Sài Gòn. Nhưng mà họ ở những cái quận khác, ví dụ như Bình Tân, những cái quận xa. Thì nhưng mà những cái trường đại học của hiện tại của Sài Gòn mình được tập trung ở khu quận 7 khá là nhiều. Và trường nào vậy chị? Ví dụ như là trường Tôn Đức Thắng nè, rồi một trường Tài chính Marketing nè, rồi trường
Nếu mà cao cấp hơn thì có AMIT, yeah, thì cũng ở sát bên cái khu dự án này luôn. Yeah, rồi khá có... nhiều trường. Khá nhiều trường hả chị ha? Ừ. Rồi còn ừ, nếu mà trường từ cấp 1 đến cấp 3 thì có cái trường con của chị Thùy Vy đang theo học là trường quốc tế Mỹ. Nó cách ừ, dự án cũng khá gần phải không chị? Đúng rồi, một cái... khoảng 10 phút. Dạ, yeah, một cái vị trí quá đẹp luôn. Ừ. Và cái yếu tố thứ hai Phước Sửu đang phân tích cho mọi người đó là pháp lý. Thì chị Thùy Vy có thể phân tích về cái pháp lý của dự án như thế nào mà khách hàng ở đây chọn lựa mua rất là nhiều? Tại vì cái pháp lý cái dự án này là dự án đã có từ rất lâu, tức là khoảng 20 năm rồi. Nên là pháp lý hiện tại là đã có sổ đỏ riêng từng nền và yeah, mình giao dịch buôn bán là mình sang tên từ chủ trước và qua tụ chủ sau là sổ đỏ cầm tay. Sở hữu thời hạn lâu dài. Đúng rồi, sổ đỏ cầm tay và sở hữu lâu dài. À, thì ngoài ra thì ở cái khu này á, mình được là mình sẽ xây theo cái quy cách, tức là lùi trước lùi sau, và cái cao tầng thì nó thì theo, phải giống nhau theo chủ đầu tư, nhưng mà cái thiết kế ở bên mặt ngoài mình có thể làm tự theo ý của mình. À, mình không hả? Cần phải làm theo ý chủ đầu tư. Dạ, tức là mình chỉ cần là mình lùi trước lùi sau theo đúng cái mật độ do chủ đầu tư, và cái cao tầng nó phải đúng, còn ngoài ra thì cái thiết kế của mình là mình tự chủ. À, quá tuyệt vời. Thì một cái dự án Thái Sơn của Bộ Quốc phòng với quy mô gần 50 hecta và gần như là tất cả những cái đường bằng cờ rất là đẹp, những cái vỉa hè làm đây rất là đẹp và đường rất là rộng, và như Phước Sửu đang bay Lycam. Thì còn có một cái điều đặc biệt ở đây là toàn bộ ở đây là biệt thự với cái diện tích là ngang 10 và 25 hết. Đúng rồi. Xây dựng giống nhau thành một cái khu gọi là cực kỳ đẹp và gọi là đồng bộ, phải không chị? Thì nói chung là nếu mà quý vị mà quý anh chị và các bạn nếu mà mình ở đây thì rất là ok luôn. Hoặc yeah, là ví dụ như mình nhắm đến nhu cầu kinh doanh thì cũng rất là hay. Đúng rồi. Tại vì cái vị trí của nó cực kỳ là tốt, nó đó, nằm lọt giữa những cái khu dân cư thấp tầng mà cao cấp, nhưng mà mấy khu kia là khu cầm bao. Rồi, riêng cái khu của mình. Riêng khu của mình là được thoải mái không chị? Ừ. Rồi, đi tới cái yếu tố thứ ba là một cái yếu tố rất là đặc biệt là cái mức giá đó chị. Ừ. Thì hiện tại cái mức giá cũng đang còn tốt, tại vì thời điểm này là thời điểm mà bất động sản của mình nó cũng không phải là quá sôi động á. Yeah. Nên là nếu như mà quý anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu muốn đầu tư á, thì mình vô cái giai đoạn này là em thấy là rất là hợp lý. Đúng rồi. Ừ. À, giống như là mọi người đang phân tích tại Nhà Bè, nó giống như là còn vùng trũng của bất động sản. Ừ. Nên cái giá của khu vực này còn rất là gần, nhưng mà khi quý anh chị chỉ cần nhấc chân vào khoảng 2 đến 3 phút vào quận 7 thì cái mức giá không còn như vậy nữa. Thật ra cái vùng trũng, cái yếu tố vùng trũng là vì giá nó thấp, nhưng mà mình phải nhấn đến một cái yếu tố thứ hai nữa là tại sao vùng trũng, nhưng mà mình cũng có nhiều vùng trũng mà tại sao mình lại chọn khu vực này. Tại vì cái khu vực này là cái khu vực mà cái tâm điểm mà rất là nhiều nhà đầu tư cáp mập, rất là nhiều người dự án lớn họ sẽ đầu tư vào đây. Dạ. Đó, cho nên là một cái yếu tố để mà thúc đẩy hạ tầng phát triển. Dạ. Rồi, yếu tố Phước Sửu và chị Thùy Vy đang nói qua là cái yếu tố về giá bán, quá tuyệt vời phải không chị? Thì còn một cái yếu tố nữa, đó là một cái yếu tố về gọi là làm một khu sau này là bao gồm rất là nhiều cụm tiện ích, trường học và bệnh viện xung quanh phòng vậy. Đúng rồi. Khi gọi là một khu dân cư một bước chân nhưng mà đến ngàn tiện ích luôn. Ừ. Thì chị Vy có thể điểm qua sơ một vài cái bệnh viện lớn là một cái trung tâm gọi là chăm sóc sắc đẹp rồi sức khỏe cho cả nhà của những cái cư dân ở đây. Những cái bệnh viện nào mà lớn tại khu vực này vậy chị Thùy Vy? Khu trường ở khu vực quận 7 hả? Đúng rồi. Thì bệnh viện SV nè. À. Ừ, đúng không? Bệnh viện tim tâm đức phong chị? Đúng rồi, bệnh viện tim tâm đức nè. Rồi rất là nhiều rồi bệnh viện và rồi sau này là cái khu G vẽ khu đô thị GF Jai Gay á, nó sẽ có rất là nhiều cụm bệnh viện nữa. Đúng tại rồi. Vì đó là nó khu đô thị này nó sánh ngang với Phú Mỹ Hưng á. Nha. Yeah, ừ. Đúng rồi. Nó có những cái phân khu chức năng đặc biệt, ví dụ Jai Endu, Khouji, Jai Hospitality, yeah, 350 hecta và chia rất là nhiều phân khu. Ừ. Và một cái điều đặc biệt nữa là kế bên cạnh dự án có một cái bệnh viện rất là lớn là bệnh viện Nhà Bè. Ừ. Phải không chị? Ồ, hiện tại thì cái bệnh viện sát bên mình là bệnh viện huyện Nhà Bè. Đúng rồi, chăm sóc và điều trị rất là nhiều bệnh nhân và có nhiều kết quả rất là tốt.
có gọi là một cái điều đặc biệt, gọi là sẽ được chăm sóc toàn diện và kế cận của bước chân, phải không chị? Thì khi nãy giờ là Phước Sửu phân tích và chị Thùy Vi phân tích bốn yếu tố. Yếu tố thứ năm mà Thùy Vi và Phước Sửu đang đưa đến cho quý anh chị là yếu tố rất là đặc biệt. Chị Thùy Vi có thể là phân tích cho quý anh chị ở đây rõ về cái yếu tố thứ năm mà lựa chọn cái khu dân cư Thái Sơn của Bộ Quốc phòng là một cái tâm điểm đầu tư được không chị? Tại vì khu thứ năm này là mình sẽ nói đến cái vấn đề dân trí. Thì bên này á, thì vì là mình đã xác lập một cái mặt bằng giá rồi, cho nên là khi mà các cái dân cư sống ở khu vực này á, đa phần là những cái gọi là có cái dân trí cao. Đúng rồi. Thì như vậy á, thì khi mà mình ở trong một cái mặt bằng cư dân mà mình có một cái gọi là một cái văn hóa, một cái gọi là gì ta? Văn hóa tốt phải không chị? Văn hóa xong rồi. Rồi là được gọi là một cái khu đẳng cấp. Thì nó cảm giác là một cộng đồng cư dân rất là văn minh. Đúng rồi. Và nó quy tụ rất là nhiều cái hội cư dân, hội nhóm và cùng sinh hoạt và thành lập những cái nơi gọi là những cái nơi giải trí cho tất cả những thành viên trong gia đình. Thì nói đến cái khu Thái Sơn Bộ Quốc phòng và những cái khu vực xung quanh đó là toàn bộ ở đây á, là dự án hết toàn bộ, không có nhà lẻ cư dân. Đúng rồi. Nên là thành lập những cái khu dân cư dân trí cao và những khu đô thị thông minh như vậy nó rất là dễ dàng. Nên là có thể đây là những cái tâm điểm đầu tư rất là tốt và một cái cơ hội gọi là định cư lâu dài cho những cái người đang muốn về nhà bè, không chị? Thì vừa qua Phước Sửu và chị Thùy Vi đã phân tích khoảng 5 yếu tố rất là quan trọng để cho quý anh chị mạnh dạn đầu tư xin lời và chọn một cái nơi an cư lý tưởng tại cái khu dân cư Thái Sơn của Bộ Quốc phòng. Thì để có nhiều thông tin hơn nữa về cái dự án á, thì quý anh chị alo cho Phước Sửu hoặc là alo cho chị Thùy Vi là một cái cư dân tại khu dân cư Phước Kiển luôn rồi, để cung cấp cho quý anh chị nhiều cái thông tin rất là bổ ích. Và một cái điều đặc biệt nữa, quý anh chị cần ký gửi những cái sản phẩm của mình đang có thì alo ngay cho Phước Sửu và chị Thùy Vi theo cái số hotline bên dưới, sẽ được inbox ngay và sẽ ra hàng cho quý anh chị và một mức giá cực kỳ tốt, không chị? Rồi, xin chào cả nhà và hẹn cả nhà ở nhiều video sau. Chị Thùy Vi và Phước Sửu sẽ phân tích rõ hơn về cái khu dân cư này. Rồi, xin chào cả nhà.